Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Mặc dù được Yujiro công nhận là một đối thủ và là một kẻ ngang tài ngang sức, thế nhưng bạn có biết rằng trong trận chiến thế kỷ và là trận chiến kinh thiên động địa của thế giới giữa hai nhân vật này, Baki đã được cha mình nhường nhịn rất nhiều hay không? Yujiro đã tung ra những đòn đánh như cái cách mà ông dạy con lúc còn nhỏ để Baki có thể học hỏi và có kẻ hở để phản công đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Benji điện tử. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những sự thật thú vị về trận chiến giữa hai cha con nhà Hanma, Baki và Yujiro nhé. Khởi nguồn của trận chiến, cũng chả có ai mà tự nhiên đi khiêu khích người khác rồi kiếm chuyện đánh nhau làm gì. Ở bộ truyện này chỉ có hai lý do cho một cuộc chiến được xảy ra. Đầu tiên là vì muốn test ca mạnh, muốn thử sức solo với những tay to mặt lớn để thể hiện trình độ. Thứ hai, đó chính là tư thù cá nhân, một mối hận từ biết bao nhiêu năm. Và với trường hợp giữa hai cha con này, đó chính là mối hận sâu sắc của Baki đối với cha mình. Nỗi thù là thứ khiến cho cậu phải luyện tập như điên như khùng, đi đánh nhau không biết bao nhiêu trận chiến, chỉ để có một ngày cậu có thể đánh bại Yujiro để trả thù cha mẹ. Vì chính cha cậu, tên yêu tinh mạnh nhất quả đất, đánh cậu bầm dập, bán một rổ hành khiến cậu nằm ghim vào mặt đất và bất lực nhìn mẹ của cậu, người thân đã luôn ở gần kế bên cậu từ suốt thời thơ ấu. Câu hỏi mà khá nhiều người thắc mắc trong bộ truyện này, đó chính là Yujiro có yêu Emi hay không? Câu trả lời là có, ông yêu cô hơn bất cứ ai, có thể cũng là người duy nhất mà tên yêu tinh này yêu, chứ thay vì là cái lượng testosterone quá cao bất thường trong người của mình mà đi chơi dạo xong bỏ con giữa chợ. Nhưng vì trong phút lầm lỡ, Yujiro đã hóa rồ mà ôm quá chặt vợ mình, dẫn tới việc cô phải ra đi. Phần khác là vì ông muốn Baki mạnh mẽ hơn để tạo ra một động lực cho cậu bằng việc hành động như vậy. Có một điều thú vị ở đây nữa, đó là bạn luôn được biết trước về các trận đấu dù lớn dù nhỏ. Các vận động viên chuyên nghiệp luôn phải luyện tập, đặc biệt là khâu nghỉ ngơi phải thật kỹ càng, vì nghỉ ngơi cũng là một phần thiết yếu của việc tập luyện cơ mà. Tuy nhiên thì điều đó cũng chỉ đúng với người bình thường, còn với tên hack game Yujiro này thì hình như chả còn đúng lấy một nửa cơ. Ông được thằng con trai trời đánh mời tới dùng bữa, và đương nhiên là ông cũng thừa biết mục đích của thằng con mà chính tay mình đã giết chết mẹ nó ngay trước mặt nó, thì cái bữa cơm này phải có thêm là cả một trận đấu ở phía sau rồi. Ấy vậy mà thay vì chọn việc đi nghỉ ngơi để có được sức mạnh tuyệt nhất, thì tên trùm của bộ truyện Yujiro lại đi đập nhau dạo để khởi động cho nóng người. Hay đúng hơn và thú vị hơn nữa là cái người mà ông chọn để đi khởi động cũng chẳng phải dạng tay mơ hay mấy thằng ức ơ đầu đường xó chợ, đó là Oliva và Freedom. Vâng, đúng vậy, trước khi đấu với Baki thì Yujiro đã làm gõi Oliva và Freedom trong trạng thái hai người họ mạnh nhất, toàn là tay to số má, cầm đầu cả trăm cả ngàn người mà Yujiro lại chọn như là đối tượng luyện tập khởi động cho vui vậy. Cũng phải thôi, với cái sức mạnh như hack game, ao trình cả thế giới của Yujiro thì ông đã chọn những đối thủ có vẻ như là xứng tầm hoặc xứng để ông phải chọn. Oliva, người đàn ông mạnh nhất nước Mỹ, kẻ đi ra đi vào nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới như nhà của mình, khiến cho nhà tù đành phải dành một đặc ân riêng để Oliva có thể chịu ngồi yên và tận hưởng những đặc quyền, chứ không phải thích là phá nát cái nhà tù rồi đi ra lúc nào thì đi. Ấy vậy mà kết cục với anh chàng bánh quy của chúng ta thì thảm đừng hỏi. Một người đàn ông cao cuồn cuộn với đống cơ bắp nhiều như là nước trong hồ, giờ đây đang phải quỳ gối ngoan ngoãn trước tên yêu tinh mạnh nhất thế giới. Chỉ với 5 ngón tay, Yujiro đã đè bẹp cả tinh thần lẫn thể xác của người đàn ông mạnh nhất nước Mỹ dễ dàng. Thật là một màn khởi động đúng chất top 1 server. Nếu với cha cậu, Yujiro chọn những gã mạnh mẽ nhất để có thể luyện tập, thì với Baki, không top 1 thì cũng top 2 server, và đang chuẩn bị để đấm thằng top 1 và lấy nó đây. Cậu không chọn đi kiếm những kẻ mạnh để đi bèm nhau nữa, mà thay vào đó, cậu đã dùng cái trò mà mình giỏi nhất, chơi đá tưởng tượng đại pháp. Với cái trí tưởng tượng không khác gì Picasso ở ngoài đời, cậu luôn có thể tưởng tượng ra những đối thủ mà cậu cho là nặng ký và mạnh mẽ nhất. Bạn nghĩ sao về một con bọ ngựa? Con chẳng đáng để mà bận tâm đúng không? Nhưng qua cái trí tưởng tượng của Baki thì cậu đã biến nó thành một tên đấu sĩ thiện chiến và vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn sức đầu mẻ trán lũng cả tường cơ mà. Tiếp tục cái truyền thống chơi đồ quá liều, cậu lại sử dụng tưởng tượng chi thuật trước khi chiến đấu với Yujiro, thì Baki cũng đã tưởng tượng ra bố mình để tập luyện. Với chỉ những con vật nhỏ bé, cậu đã có thể lây lan ra cả những thứ xung quanh. Thì với cái khả năng tưởng tượng ngày càng tiến bộ và phát huy, cộng với cả lần này, cậu đã tưởng tượng ra cả sinh vật mạnh nhất trái đất. Dù không mang sức mạnh 100% thì cũng đã ít nhất cũng phải 70-80% sức mạnh của tên điều tinh này ngoài đời thật. Và trận đấu này cũng phần nào cho chúng ta thấy về cái bản demo của trận chiến thế kỷ giữa hai cha con nhà Hanma. Cuộc chiến đã vô tình tạo ra một cơn chấn động nhẹ cho toàn khu vực khi diễn ra. Mặc dù cực ghét nhau, thế nhưng Baki vẫn muốn ngồi ăn chung với cha mình trước khi chiến đấu.
Cậu đã nói chuyện đó với Stridum, nhưng đã bị ông ta cản lại vì cho rằng đây là điều bất khả thi. Thế nhưng sau cùng, Yujiro vẫn đến, và ta đều biết Stridum là người bạn theo Yujiro từ khi ông chỉ còn là một cậu nhóc 16 tuổi. Điều này có nghĩa là Stridum hiểu Yujiro hơn bất cứ ai. Có khi là nếu không có vợ đẻ con thì chúng ta lại có một tình yêu giữa hai người này thiệt đấy. Tuy nhiên thì sau cùng, nó cũng không thể địch lại được tình phụ tử. Dù gì thì Baki và Yujiro cũng là cha con. Baki hiểu được cha mình muốn gì, và đó là lý do mà Baki tự tin về việc Yujiro sẽ đến căn nhà tồi tàn dột nát của mình để ăn cơm. Yujiro với cái bản tính của mình đã gây chuyện với Baki trước bằng việc chê cậu pha cà phê dở, tưởng chừng rằng đây sẽ là khởi đầu cho cuộc chiến thế kỷ. Baki nổi điên lao vào choảng nhau ngay lập tức với ông ta và bộc lộ ra những gì mạnh mẽ nhất của thằng con trai mà Yujiro luôn mong đợi từ lâu. Thế nhưng Baki bất ngờ cúi đầu và xin lỗi cha mình một cách rất chân thành, cũng thực sự là một cú sốc với cả độc giả khi chúng ta cũng chả khác nào là cha mẹ của Baki là bao, theo dõi được cậu từ lúc nhỏ trẻ trâu cho tới khi lớn lên và trở thành chiến binh đấu trường ngầm. Sau đó Yujiro lại tiếp tục gợi ý cho Baki về việc cả hai người có thể giao chiến mọi nơi mọi lúc bằng việc xé nát cái bàn gỗ như một tờ giấy. Với cái mối quan hệ thân thiết từ trước và không ít lần Baki đã nhờ đến bố già Tokugawa để có thể được đánh nhau với những kẻ mạnh mẽ, là cứ như là đi tay trong vậy ấy, biết bao nhiêu kẻ phải xếp hàng ngoài kia để được chiêm ngưỡng hay so tài, mà Baki dễ dàng có được trận đấu thông qua Tokugawa. Cũng bởi cậu chính là vua của đấu trường ngầm, là nhân vật quen thuộc hút vé của đấu trường giúp cho Tokugawa. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ khi Baki quyết định đây là thời điểm thích hợp để ba mặt một lời với tên điều tình mạnh nhất thế giới, aka ba của cậu. Baki tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của ông Tokugawa để hai người có thể cùng nhau gặp mặt một lần nữa. Và đối với vị tỷ phú già này thì bữa cơm của hai cha con được xem như là sự kiện trọng đại nhất trên toàn thế giới này. Ông không thể giấu được vẻ thích thú trên gương mặt mình, thậm chí ông còn chính là người đã phát biểu rằng độ quan trọng của nó sánh ngang với việc diễn ra chiến tranh của hai quốc gia, và người ta đã huy động mọi lực lượng tinh nhuệ nhất đến nhà Baki nhằm giữ vững an ninh trật tự để hai cha con có thể nói chuyện mà không lỡ làm phiền đến người xung quanh bằng cách cho họ bị thương. Với cái sức mạnh điên rồ của cả hai cha con nhà Hanma này thì nhẹ cũng là gãy vài cái xương, còn nặng thì chắc là ngày này năm sau là ngày giỗ đầu luôn rồi đấy. Bạn biết đến Yujiro là một người như thế nào? Một kẻ thô lỗ mãn tính với cái tính nóng nảy, đụng đầu bụp đó và hễ ai không đụng cũng đi kiếm chuyện luôn. Cơn ác mộng với cả thế giới như một con quái vật khó gần. Mặc dù là một người rất thô tục và hoang dã, thế nhưng bên trong Yujiro có một khía cạnh khác mà ít ai có thể thấy được. Sự lịch thiệp, cách ăn uống gọn gàng, đức tính làm cha, sự cao thượng và những kiến thức cao siêu về lẽ sống, tất cả đều được thể hiện thông qua bữa ăn thứ hai giữa Yujiro và Baki. Đây là lần đầu tiên mà Baki thấy được những thứ này. Không chỉ là lần đầu tiên Baki thấy, mà nó còn là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến. Và có khi là cũng chẳng còn ai trong cái bộ truyện này được biết cái khía cạnh tri thức này của Yujiro nữa đấy chứ. Ai mà có thể ngờ, một tên suốt ngày đi đập nhau thay ăn cơm, đánh lộn thay việc cũ và làm mấy việc bố đời như dạo chơi trong nhà tổng thống lại có một cái bộ mặt uyên bác và trải đời ghê gớm tới như thế đâu. Có lẽ đây chính là điều mà Emi đã bị đổ bởi cái mặt này của Yujiro. Cái mặt này của Yujiro đã làm Baki như đứng hình và nó khiến cậu hoát hổn, thậm chí là cảm động đến suýt khóc. Hơn nữa, bữa ăn này là bữa ăn đầu tiên mà Baki cảm nhận được rằng mình có một gia đình thật sự. Dù cho mạnh như thế nào thì Baki vẫn luôn là con người. Hơn nữa, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi từ lâu đã thiếu đi tình thương, hơi ấm từ ba mình. Thế cho nên, cậu cũng vô cùng xúc động khi biết ngoài đấm nhau thuê thì ba cậu còn là người có thể dạy cho cậu biết nhiều thứ đến như vậy. Sau cuộc ăn cơm thân mật và đầy ắp tình cảm gia đình, Baki đã có cho mình một suy nghĩ táo bạo. Dù rằng cậu đã nghĩ đến khi nói ra thì mình sẽ bị giết chết ngay lập tức, vì cũng như bao người, cái tính của Yujiro mà ai lại chả quá quen nữa rồi. Lấy hết những gì dũng cảm nhất của mình, Baki mạnh dạn nhờ Yujiro rửa bát hộ. Trong cuộc đời của mình, nếu đã nghe qua cái danh yêu tình Yujiro rồi thì chả ai dám hành động như vậy với ông ta cả. Tuy nhiên chỉ có Baki là người duy nhất dám mạnh dạn yêu cầu như vậy mà không ăn một cú đấm hay bị xé xác. Vì dù cho có là gì đi nữa thì Yujiro vẫn là cha của Baki mà. Chỉ có điều là Yujiro nói rằng hãy chơi kéo búa bao, nếu thắng thì ông ta sẽ rửa. Mặc dù ông thua nhưng ông lại dùng kéo cắt đứt cái búa của Baki. Thấy không, ở cái thế giới này thì sức mạnh gần như là tuyệt đối, nên mấy cái luật của trò chơi này cũng chẳng nhầm nhò gì. Định luật vật lý còn vô nghĩa nữa, chứ nói gì tới mấy trò con nít. Ông dùng cây kéo, hay chính xác là hai ngón tay, khiến cho cậu đau đớn và phải chuyển từ búa sang bao đấy. Tuy nhiên sau cùng thì Yujiro không rửa chén, ông quyết định mời cậu đi ăn tại một nhà hàng sang trọng để cảm ơn Baki và rồi bỏ về.
Sau khi ăn một bữa cơm đúng chất gia đình ở nhà, quý ông Yuichiro đã mời Baki tới một nhà hàng sang trọng ở một cái tòa nhà cao tầng với phong cách không khác gì quý tộc. Và ở đây thì ăn uống cái gì nữa? Trận chiến giữa Baki và Yuichiro lại xảy ra một cách vô cùng bất ngờ, khi mà Baki đã kích động ông bố mình bằng những câu hỏi khó chịu về lý do ông ta giết vợ mình. Với sự bực tức khi nhắc về cái chết của vợ, vì thực sự ông không hề muốn giết người duy nhất trên trái đất mà ông yêu tí nào cả. Ông nổi đoá, Yuichiro đã ôm Baki và lao xuống đất từ một tòa nhà cao ốc. Tuy nhiên thì cả hai đều không bị gì, vì hiển nhiên rồi, đây là chuyện Baki mà, nghĩ sao lại chết một cách lãng xẹt như thế được. Hơn nữa, ở cái thế giới ảo ma Kadada này thì nhảy từ một tòa nhà cao vài chục mét mà không chết thì cũng chẳng bất ngờ lắm đâu nhỉ. Mặc dù Baki ban đầu cũng sắp mặt dưới đất và gần như bất tỉnh nhân sự, nhưng cậu là nhân vật chính mà, rất nhanh cậu cũng đã tỉnh lại được một cách nhanh chóng. Mặc dù đối với Baki thì đây chính là một trận chiến để chứng tỏ sức mạnh, để đoạt lấy cái ngôi vị top 1 server trái đất từ Yuichiro để có thể trả thù được cho người mẹ của mình. Ấy vậy mà với Yuichiro, tự nhiên chắc bữa nay ai nhập hay gì, đối với thằng con mình lại ra dáng một người cha hết sức luôn đấy chứ. Ông không coi đây là một cuộc chiến sinh tử hay gì cả, hay thậm chí là một trận so tài cũng không luôn. Với Yuichiro thì Baki vẫn là con trai mình, và lúc này thì nó đang hư. Đúng vậy, rất hư khi mà dám hỗn láo với bà của nó. Và ông đã coi như đây là một bữa cơm gia đình chính hiệu, ăn ngon lành và rồi đã đấu với Baki bằng những tuyệt chiêu như là bạn thấy ở trong một bữa cơm gia đình hàng ngày, khi mà thời sự chiếu những tấm gương nghèo vượt khó, thủ khoa toàn quốc gì ấy. Toàn bộ những gì Yuichiro làm đều như là hành động dạy dỗ đơn thuần của một người cha đối với con mình vậy. Yuichiro đã nhường Baki rất nhiều trong cuộc đấu này, bằng chứng là những đòn tấn công của ông ta. Còn Baki thì chơi tất sát, nhưng ổng cũng chỉ phòng thủ và dùng phản lực để cậu ta tự làm đau mình. Ông nội của Baki, tức là cha của Yuichiro, Yuichiro đã xuất hiện dưới dạng hồn ma và cho Baki lời khuyên để đánh bại Yuichiro. Điều thú vị là tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều chứng kiến và thấy được sự hiện hữu của linh hồn Yuichiro, khá là ảo. Và sau khi nhận được lời khuyên từ ông nội thì Baki đã đánh như lên đồng và tung ra một chuỗi combo lên người của Yuichiro. Không chỉ có thể tung ra, vì trước đó cậu cũng đã không ít nhiều gây ra được những cú đấm hay những cú đá lên người cha mình, nhưng nó lại không hề xi nhê một tí nào cả. Ấy vậy mà với sự trợ giúp từ ông già mình, hay cũng là người được mọi người kêu là người đàn ông trước Yuichiro, sản sinh ra các khái niệm một mình cần cả một đội quân. Dù như thế nào thì ông cũng là người đã đẻ ra Yuichiro, nên hiển nhiên không ít thì nhiều. Yuichiro khi gặp lại được hình bóng của ông cũng bị khiếp sợ đôi phần rồi đấy. Đúng là giữa con và cháu thì ông bà luôn là người thương cháu hơn mà. Yuichiro thậm chí còn chê ra mặt cái thói đi bắt nạt người yếu thế hơn của Yuichiro nữa đấy. Sau cùng thì cuộc chiến kết thúc với tỷ số hòa. Nói là vậy, nhưng thực tế thì ai cũng biết là Yuichiro ao trình Baki tới mức nào, và của cậu cũng đã nhận thất bại trong cuộc đấu này. Yuichiro đã không coi mình là sinh vật mạnh nhất thế giới nữa, và từ đây ông sẽ xem Baki là một đối thủ đích thực. Đối với mọi người thì đây là một cuộc chiến thế kỷ, thế nhưng với Yuichiro và Baki thì đây là một cuộc trò chuyện nồng thắm giữa hai cha con. Bọn họ kết thúc bằng một bữa ăn súp miso tưởng tượng, và rồi ai về nhà nấy. Thực ra là chỉ có Yuichiro về nhà thôi, chứ Baki thì tới bệnh viện vì cậu bị thương bầm dập cả mặt. Có lẽ đây chính là trận chiến gây nhiều thương tích nhất đối với Baki. Mấy cái sẹo từ những cuộc chiến trước đó chi chít cũng chỉ để làm nền cho những vết thương cậu nhận từ Yuichiro. Chỉ là hành động bắn mỏ đơn thuần từ người cha, Yuichiro đã kích hoạt lại cái tiếng nước mắt dường như đã khô của Baki và khiến cậu phải hét lên vì đau đớn. Đúng là dù có cỡ nào thì cỡ, phụ huynh mà nóng thì cũng phải rén mà thôi. Đó là toàn bộ 11 chi tiết thú vị đến từ trận chiến thế kỷ của hai con quái vật mạnh nhất bộ truyện Baki. Mặc dù kết quả là hòa, nhưng chúng ta đều biết rõ kết quả thực sự như thế nào và mỗi nhân vật đã nhận được về những điều gì phải không? Còn bạn, bạn có phát hiện thêm những chi tiết thú vị nào từ cuộc chiến thế kỷ này không? Để lại bình luận bên dưới video để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.